Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ Bảy tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được Sư Minh Lợi giảng kinh Na Tiên Tỳ Kheo và Thầy Nguyên Tâm giảng Phật giáo Nhật Bản. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Tỳ Kheo Na Tiên, Sư Minh Lợi giảng câu số 5 nói về tinh tấn. Tinh tấn là một chi phần trong bát chánh đạo. Chánh tinh tấn có 4 ý. 1. Đoạn trừ tất cả những điều ác đã phát sinh. 2. Ngăn ngừa tất cả những điều ác chưa phát sinh. 3. Phát triển tất cả những điều thiện đã sinh. 4. Phát sinh tất cả những điều thiện chưa sinh. Ví như nghe kinh, nghe pháp, học pháp là thiện pháp cần tinh tấn phát triển. Nói chuyện thị phi, ác khẩu là điều ác cần phải được đoạn diệt nếu đã sanh, hay phải ngăn chặn nếu chưa sanh. Câu số 6 nói về nhớ nghĩ điều lành là chánh niệm trong bát chánh đạo. Chánh niệm là ý luôn luôn nhớ nghĩ và rõ biết những hoạt động lành của thân và ý thức. Chúng ta cần nhận diện được 10 kiết sử như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Ta cần biết phân biệt rành rẽ đâu là lành, đâu là dữ. Rồi sau đó mới tự mình quan sát, tư duy mà bỏ ác hướng lành. Ví như người giữ cửa cho vua, phải nhận biết được ai có lợi cho vua hay được vua kính trọng thì cho vào. Ai bất lợi cho vua và không được vua ưa thích thì phải được ngăn giữ lại. Người tu hành cũng vậy, giữ chánh niệm cũng vậy, biết kiểm soát ý niệm chỉ để điều lành vào và ngăn chặn điều ác phát sinh ra. Câu số 7 nói về nhất tâm là chánh định trong bát thánh đạo. Chánh định là thành quả của 7 chi phần đầu tiên. Trong các điều lành, nhất tâm là cao hơn hết. Khi có nhất tâm, các điều thiện sẽ được sanh ra và các điều ác sẽ bị ngăn giữ lại. Ví như xây dựng lầu gác, muốn vững vàng phải có nền móng chịu đựng. Cũng thế, tất cả các điều thiện cũng bắt nguồn từ nhất tâm mà ra. Câu số 9 là công năng của các điều lành. Trong Tam Tạng Kinh Điển, Đức Phật trình bày về phương pháp đoạn trừ các điều ác với những khía cạnh khác nhau để thích ứng với khả năng nhận thức của từng loại chúng sanh. Ví dụ như, Đức Phật nói về Phật tánh con người trong Kinh Pháp Hoa diễn tả bằng từ tri kiến. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn là Pháp Thân, trong Duy Thức là A Lại Gia Thức, trong kinh Viên Giác là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Ví như vua dẫn nhiều đoàn quân khác nhau ra trận, nhưng các đoàn quân chỉ có chung một mục đích là đẩy lùi quân địch. Cũng vậy, Đức Phật dùng nhiều phương cách hay ngôn từ khác nhau, nhưng với một mục đích chung là giúp cho chúng ta hiểu và trừ bỏ hết các điều ác. Trong giờ học Phật giáo Nhật Bản, Thầy Thích Nguyên Tâm giảng tiếp về quá trình tiến tới độc lập giới đàn của Đại sư Tối Trần và sự hoạt động của giáo đoàn Thiên Thai Tông. Thầy nhắc lại rằng trước những áp lực của các tông phái vùng Nam Đô, có nhiều điều làm cho Đại sư Tối Trần rất buồn. Tuy nhiên, sau khi Ngài trở về từ Trung Hoa, sự công nhận của triều đình với tông phái Thiên Thai đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản. Năm 818, Đại sư Tối Trần cho triệu tập đệ tử của mình tuyên bố xả bỏ 250 giới tiểu thừa để thiết lập trên Tỷ Duệ Sơn Bồ Tát Tam Tụ Tịnh Giới của Đại Thừa Bồ Tát Giới. Sau 2 tháng, Đại sư trình lên triều đình cuốn Sơn Gia Học Gia Thức quy định các nguyên tắc tu học cho người xuất gia trên Tỷ Duệ Sơn và xin triều đình lập giới đàn Đại Thừa. Ngay trong lời tựa trong cuốn Sơn Gia Học Gia Thức, Đại sư nhấn mạnh rằng Thiên Thai Tông trên Tỷ Duệ Sơn chuyên đào tạo những vị Bồ Tát Tăng.
Đó là những vị Bồ Tát có thể nói và làm việc đi đôi với nhau. Trong cuốn sách này, nội dung nêu cao vai trò của những người thọ Bồ Tát giới, chuyên tâm tu hành trên núi 12 năm, tập trung tu chủ yếu các môn chỉ quán và giá na. Sau đó, họ có thể ở lại nuôi dạy đồ chúng hoặc có thể ra đời làm Phật sự và truyền bá Phật Pháp cho mọi người. Thầy nói thêm rằng, ở thời hiện đại, mọi người đang cổ suý tinh thần nhập đời này và được gọi Phật giáo nhập thế. Từ trên Tỷ Dệ Sơn đã có nhiều vị Bồ Tát nổi tiếng như Ngài Hạnh Cơ, Ngài Vĩnh Tây, Ngài Nguyên Không, Ngài Pháp Nhiên. Khi nhận văn bản Sơn Gia Học Gia Thức, Tha Nga Thiên Hoàng đã hỏi ý kiến của các vị tăng của Phật giáo Nam Đô, nhưng không ai phản đối. Ngay khi Đại sư Tối Trần dâng biểu khẳng định vai trò của vị Bồ Tát Tăng, các vị ấy phải thọ Đại Thừa Bồ Tát Giới, làm hạnh nguyện của vị Bồ Tát, mà không phải Tiểu Thừa, thì các vị Tăng Can Nam Đô phản đối kịch liệt. Lúc này, Đại sư Tối Trần dốc hết sức viết bộ Hiển Giới Luận kết hợp với nội chứng thừa huyết mạch phổ. Khi xét duyệt bộ luận này, các vị Tăng Can Nam Đô dùng kế hoãn binh bằng cách im lặng, không phản bác. Trong khi chờ đợi sự cho phép chính thức của triều đình, Đại sư Tối Trần đã qua đời vào ngày 4 tháng 6 năm 822 tại Trung Đạo Viện trên Tỷ Duệ Sơn, trước khi phó thác lại cho đệ tử thân tín Quang Định phải hoàn thành di chí của Ngài. Dưới sự thúc đẩy của sư Quang Định, Thiên Hoàng ban chiếu chỉ cho phép thành lập Giới Đàn Đại Thừa vào ngày 11 tháng 6 năm 822. Sau đó, triều đình ban ruộng đất và đổi tên chùa thành Diên Lịch Tự. Cùng năm đó, lần đầu tiên Giới Đàn được tổ chức tại Nhất Thừa Chỉ Quán Viện trên Tỷ Duệ Sơn. Kể từ đó, Thiên Thai Sơn hoạt động độc lập và không còn phải đưa giới tử đi thọ giới tại ba giới đàn lớn của Nam Đô. Kể từ khi Nghĩa Đô được bổ nhiệm làm Thiên Thai tọa chủ đầu tiên, Tỷ Duệ Sơn thật sự đã thoát khỏi sự quản lý trực tiếp của mấy vị Tăng Can Nam Đô. Tiếp theo, thầy giảng về các sự hoạt động của giáo đoàn. Mặc dù đã được triều đình công nhận, nhưng việc duy trì sự tồn tại là điều rất khó khăn. Với hàng lãnh đạo Tỷ Dệ Sơn, không có sự ủng hộ về mặt kinh tế để duy trì cuộc sống của các vị xuất gia trên Tỷ Dệ Sơn, bởi vì tầng lớp quý tộc thời đó phần lớn ủng hộ Chơn Ngôn Tông, lý do là vì họ chủ yếu cầu những gì mang tính hiện thế, trong khi đó các môn đồ của Tỷ Dệ Sơn không thể thực hiện nghi lễ đúng và có hiệu nghiệm. Khi sang nhà Đường cầu Pháp, Đại sư Tối Trần chỉ tập trung học giáo nghĩa Thiên Thai và chỉ thọ nhận vài tác pháp mật tâm. Vì vậy, Ngài đã tích thân dẫn môn đồ của mình và hạ mình xin Đại sư Không Hải làm lễ quán đảnh cho mình và các đệ tử. Trân trọng kính mời quý vị tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022. Từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được sư Minh Lợi giảng Kinh Na Tiên Tỳ Kheo và cô Minh Huệ giảng Kinh Pháp Cú. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ, mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức. Và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an, may mắn. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng này cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.